Kính thưa quý vị khán thính giả gần xa thân mến, đây là khu công nghiệp Bình Hòa. Thời gian này là khoảng 4 giờ chiều ngày 12 tháng 12 năm 2022, là công nhân đang sắp tan tầm buổi chiều. Thì trước khi tan tầm, các tiểu thương mua bán đã chuẩn bị hàng sẵn để mà bán cho công nhân tan ca đi về để mua thực phẩm để mà dùng bữa trong bữa chiều. Đây là cảnh của các người bán hàng đã chở hàng quá tấp nập đến nơi để bán cho kịp giờ tan tầm. Chúng tôi sẽ quay toàn bộ thực phẩm, rau củ quả, thịt và cá và những người mua bán để cho quý vị xem. Đây là đồ tươi ngon, có cả hải sản và rau củ quả và có cả trái cây. Không khí rất là tấp nập. Giờ này thì mới là khâu chuẩn bị để bán buổi chiều. Rồi, chào sắp sửa soạn bán buổi chiều phải không? Rồi, bán hết cái này không? Trời ơi, đâu hết đâu, bán mỏ à, bữa nào cũng còn chở thêm gì không? Nè, để vô nói chuyện hỏi vài câu coi. Rồi cái lượng công nhân ra đông không? Rồi công nhân nó nghỉ hết trơn rồi, giờ bán ế ẩm lắm à. Tại sao mà nghỉ? Biết đâu. Chắc không có hàng phải không? Không có hàng. Rồi nghỉ. Thành ra ra xìu à. Lát nữa à, có quay lát nữa nó ra xìu quay ra. Cũng được, cũng quay làm kỷ niệm gần Tết rồi, để cho nước ngoài người ta biết cách sinh hoạt của người trong nước như thế nào. Thôi vậy là chúc mấy cô bán đắt nha. Cảm ơn ông nha. Rồi cảm ơn. Để bán là đây ra cũng có người ta mua vậy chứ có gì đâu. Kính thưa quý vị, các người bán hàng cho biết rằng lượng công nhân cái này thì ít hơn, đi gần Tết rồi cái lượng hàng cũng không có gì nhiều. Rồi thì công nhân người nào có chế độ về trước thì người ta về trước. Rồi chào mấy cô nha, chúc bên đây bán đắt nha. Đẹp quá, gái miền Tây nè, xin giới thiệu các quý vị gần xa nè, các cô bạn hàng rất là xinh nè. Rau củ quả và đồ gọt sẵn luôn. Đây là trái cây. Sơ lược quay ngoại cảnh để cho quý vị coi. Đây là khu công nghiệp Bình Hòa của huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Rồi đây là cá rô tươi sống nè, nửa ký có 15.000, quá rẻ. Cá ngon không nè, cá rô nửa ký 15.000. Cá quá ngon quý vị ơi, quá rẻ quá ngon nè, 1 ký là 30.000. Thì em này mới mua vừa tăng ca, thì em này vừa mới mua thực phẩm về ăn nè. Chào bé.
Kính thưa quý vị, giờ này là giờ tan ca, các công nhân đã ra về, đã tan tầm và ghé lại để mua thức ăn. Rồi chào bé, bữa nay làm việc vất vả ha, rồi ủng hộ giùm chú kênh Quỳnh Nam Việt, nhớ đăng ký giùm nha. Rồi đây mấy bé cũng ghé mua đồ nếp sinh hoạt của các công nhân này bé, ủng hộ kênh giùm chú. Rồi nghĩa là cỡ này thì công nhân về lai rai chứ không có tập trung được. Công nhân giờ này đã tan ca. Thì đây là những gian hàng để bán thực phẩm cho các công nhân trở về để nấu nướng trong buổi chiều. Rồi mua gì bé gái ơi? Rồi ủng hộ kênh giùm chú ơi gái. Rồi đăng ký ủng hộ nè. Các cô bé đi làm tới giờ này về còn phải lo nấu nướng để ăn buổi chiều. Đời sống cũng là khá ổn định. Thì của mình chúng tôi quay vào trong để các bé mua thực phẩm. Rồi đi mua đồ về dùng bữa mấy bé. Nè, rồi ủng hộ kênh giùm chú ơi, chú có quay hình kỷ niệm nè. Nè bé gái. Rồi nhớ đăng ký kênh giùm chú. Rau quả và trái cây, kể cả thịt đã chế biến sẵn. Rồi cái khu mình chúng tôi quay từ xa thì công nhân đã đi ra. Phần nhà đông là đều có xe máy. Khung cảnh sinh hoạt rất là nhộn nhịp. Rồi giờ đăng ký kênh giùm nè, có quay hình nè. Rồi mua đồ về làm bữa ha em. Rồi đăng ký kênh giùm cho chú, ủng hộ kênh nè bé gái. Rồi cảm ơn nhiều. Đây là cái khu rau quả. Tự nhiên có bán được gì không? Rồi bán lai rai ha. Rồi 5.000, 10.000 mua thoải mái nè bé. Ủng hộ kênh giùm chú. Quỳnh Nam Việt. Quỳnh Nam Việt. Kênh YouTube Quỳnh Nam Việt. Rồi giờ này thì các bé công nhân đi về. Rồi chào em, làm việc có nghe là khỏe không? Khỏe mày ơi. Khỏe, rất khỏe. Rồi chúc sức khỏe, gần Tết rồi, cố gắng làm. Rồi đây, 2-3 tấm gì đây, 2-3 tấm đi. Rồi rất là vui nha, gần Tết rồi nghe là phải làm việc nghe là cho nó có hiệu quả. Rồi hỏi em năm nay có tháng lương 13 không? Không, còn không biết nữa. À không biết hả? Rồi chào mấy bé. Rồi có quay hình kỷ niệm nè, mà ủng hộ cho giùm chú. Rồi công nhân đang tan ca. Các bé rất là vui vẻ. Rồi với ủng hộ kênh. Rồi chào bé nè. Rồi rồi ủng hộ kênh giùm chú nha, đăng ký kênh. Rồi đang đi ra. Rồi ủng hộ kênh, đăng ký kênh, đang có đăng quay hình. Rồi năm nay có tháng lương 13 không? Có. Rồi chúc mừng nha. Rồi. Rồi cảnh gần Tết rồi nè các bé. Rồi mua thức ăn gì đi bé gái. Rồi mời bé gái ủng hộ kênh. Rồi bé này vừa mua thực phẩm xong nè. Công nhân thì ra phải mua thực phẩm về ăn. Rồi mấy bé rất vui nè. Rồi mua đồ ăn gì bé ơi. Rồi công nhân từ từ đi ra. Rồi có này chưa? Rồi nè.
đăng ký kênh nè, mua đồ có quay phim luôn. Rồi giờ này là công nhân ra càng đông, rất đông. Rồi ủng hộ kênh giùm chú nha, đăng ký kênh giùm con gái, ủng hộ kênh giùm chú con gái. Rồi ủng hộ kênh giùm chú con gái. Rồi nhớ đăng ký kênh. Rồi bé rất vui nè. Rồi ủng hộ kênh giùm chú con gái. Rồi mấy bé rất vui nè, ủng hộ kênh đăng ký giùm chú nha. Rồi bé gái ủng hộ kênh đăng ký giùm chú. Rồi công nhân đang ra từ từ. Rồi ủng hộ kênh đăng ký giùm chú nha gái. Rồi nhớ đây mấy con gái có rồi ha. Đây mấy bé này nè, rồi mới vừa tan ca nè, ủng hộ kênh đăng ký giùm chú nha gái. Rồi rất đẹp nè, lấy tắm đi về đăng ký. Rồi mấy bé gái nè, ủng hộ kênh đăng ký giùm chú gái. Rồi, kênh Quỳnh Nam Việt nè, ủng hộ kênh đăng ký giùm chú. Đăng ký kênh giùm chú, đăng ký của quay phim. Rồi nghe là chợ này thì đang tan ca, rất đông các bé gái đang tan ca. Rồi rất đông các bé gái đang tan ca, giờ đây đang tan ca. Cảnh trí của người miền Tây rất là vui đó quý vị. Đã gần Tết rồi thì mọi người phải làm việc. Rồi có mua gì thì ghé mua về ăn nha. Đây đăng ký kênh giùm chú cái gái. Rồi rất vui nha. Rồi cảm ơn nhiều, đăng ký kênh giùm chú. Em trai đăng ký kênh giùm chú. Rồi đang mua thực phẩm và đang đi về. Rồi đây là có thắng luôn 13 không. Rồi đây mấy bé gái nè, đăng ký kênh giùm chú. Rồi đăng ký kênh giùm chú nha bé gái. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi rất vui nè. Rồi giờ tăng ca các bé đã đi về. Và có số người đã trở ở lại để mua thực phẩm về nấu buổi chiều. Rồi mua thực phẩm về nấu ăn nha bé gái. Rồi đăng ký kênh giùm chú nha. Rồi đăng ký kênh giùm chú. Rồi mấy bé gái rất xinh nè. Rồi về đăng ký kênh coi, mở YouTube coi. Rồi YouTube đang quay hình. Rồi làm gì có khỏe không? Rồi khỏe. Có khỏe, chúc mừng nha. Rồi cảm ơn. Rồi mấy bé này đang làm việc mới đăng ca nè. Chứ là trong cuộc sống bình thường thì về lo buổi cơm gia đình, ngày mai tiếp tục công việc nữa, bữa nay là ngày đầu tuần. Rồi ở trong cũng vẫn còn đi ra. Rồi về đăng ký kênh giùm chú. Rồi các công nhân đi phải mua một bó thực phẩm về nấu nướng trong gia đình. Về đăng ký con. Đây là cái
một quýt 35 ngàn ký. À, quýt rất ngon. Do không hạn 70 ngàn ký, 3 một quýt 35 ngàn ký. Do không hạn 70 ngàn ký, 3 một quýt 35 ngàn ký. Rồi bán đủ thực phẩm hết. Rồi vậy đăng ký kênh giùm chú nha. Rồi từ từ vẫn còn ra lai thai. Đăng ký kênh giùm chú mấy cái. Rồi công nhân chỉ còn là ra lai rai. Khu vực vừa mới bị công an lại để giữ gìn an ninh trật tự khu vực. Rồi ba tấm luôn. Rồi bé gái đi mua thức ăn về chuẩn bị cho ngày mai nè. Rồi nhớ đăng ký kênh giùm chú nha. Rồi các cô đã bán cũng tương đối là được một số, còn tăng ca buổi tối nữa. Kính thưa quý vị, clip video của chúng tôi tới đây là chấm dứt. Xin kính chào quý vị khán giả gần xa kính mến, một ngày an lành và tươi đẹp. Xin kính chào quý vị.